Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn For. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe For nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận tư vấn và hỗ trợ giá cả cách tốt nhất. Hôm nay Cường sẽ review cho các bạn chiếc xe For Territory phiên bản Titanium với mức giá niêm yết là 909 triệu đồng. Tuy nhiên các bạn phải đặc biệt lưu ý giúp Cường đối với lại cái dòng xe này. Ở thời điểm hiện tại, nếu chúng ta áp đồng loạt các chương trình khuyến mãi của nhà nước hỗ trợ 50% thôi cho các bạn, đại lý hỗ trợ cho các bạn, nhà máy hỗ trợ cho các bạn, thì cái mức giá lăn bánh của chiếc xe này ở thời điểm hiện tại còn thấp hơn cái mức giá niêm yết rất nhiều nha các bạn. Lăn bánh ở Sài Gòn hay ở tỉnh thì nó cũng đều thấp hơn cái mức giá niêm yết rất rất nhiều. Thì cụ thể như thế nào thì các bạn cần các bạn cứ gọi điện thoại cho Cường hoặc là phòng kinh doanh của Cường để nhận được một cái mức giá hỗ trợ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Thì với chiếc xe này nằm trong phân khúc crossover cỡ C tại thị trường Việt Nam, thì cụ thể nó có được những cái trang bị gì và có những ưu điểm nổi trội như thế nào trong cái phân khúc ở thời điểm hiện tại, thì Cường mời các bạn cùng tìm hiểu với Cường trong video ngày hôm nay về những ưu điểm và những cái đặc điểm nổi trội của chiếc xe này, để chúng ta nếu có cái nhu cầu mua xe thì các bạn có thể là cân đo đong đếm xem chiếc xe này nó có phù hợp với nhu cầu sử dụng của chúng ta hay không. Và đây là một cái thời điểm vàng để các bạn sở hữu ô tô với một cái mức giá thấp nhất có thể. Cường nói cái việc mà giá lăn bánh mà thấp hơn giá niêm yết là một cái câu chuyện rất khó để mà xảy ra các bạn. Thường là giá lăn bánh khi mà cộng những cái chi phí vào nó đều cao hơn cái giá niêm yết các bạn, nhưng mà giá lăn bánh mà thấp hơn giá niêm yết nó chỉ xảy ra Cường nghĩ rất rất ít trong cái ngành ô tô này các bạn, chỉ xảy ra đâu đó vài lần thôi. Nếu mà điểm từ trước đến giờ thì mới chỉ có 3 lần nhà nước hỗ trợ cho chúng ta là giảm 50% thuế trước bạ nha các bạn. Các bạn phải đặc biệt lưu ý điều này giúp Cường. Còn ngay bây giờ, Cường mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết chiếc xe này. Đầu tiên, Cường mời các bạn đi một vòng về ngoại thất sở hữu kích thước đồ sộ nhất trong cái phân khúc có cấu hình là 5 chỗ ngồi của phân khúc crossover cỡ C, thậm chí còn nhìn hơn những cái phân khúc có cấu hình 5+2 như là Honda CR-V, nó to hơn hẳn CS5 hay là Sportage hay là Hyundai Tucson các bạn. Sở hữu kích thước rất to lớn và nhiều người có lầm tưởng đây là một chiếc xe 7 chỗ, nhưng thực tế nó chỉ có 5 chỗ các bạn, với chiều dài tổng thể lên đến hơn 4m6 và kích thước trục cơ sở lên đến hơn 2m7, giúp cho chiếc xe này có một cái kích thước cực kỳ đồ sộ và một cái không gian nội thất vô cùng rộng, và đặc biệt là một cái kích thước mà Cường tưởng chừng không bao giờ xuất hiện trong cái phân khúc này, đó là chiều rộng cơ sở của chiếc xe này cho đến chiều rộng tổng thể rất rất lớn các bạn. Nó thậm chí to với lại ngang ngửa những chiếc xe phân khúc cỡ D như là Ford Everest, Pajero Sport hay là Fortuner luôn các bạn. Rất rất rộng nha. Chiều rộng tổng thể của chiếc xe này đạt 1935mm. Nó còn rộng hơn cả Ford Everest hay là Fortuner hay là Pajero Sport, chứ đừng có nói là trong cái phân khúc của nó rất rất rộng các bạn. Thì về đẹp xấu thì Cường sẽ không chia sẻ nha, bởi vì cái này tùy quan điểm cá nhân của từng người. Còn hôm nay Cường sẽ điểm qua cho các bạn những cái trang bị có trên chiếc xe này. Đầu tiên các bạn có thể thấy là cụm đèn. Công nghệ đèn của chiếc xe này toàn là LED hết. Tuy nhiên các bạn hay lầm tưởng đây là những cái projector đúng không? Không phải, nó là những cái thấu kính thủy tinh các bạn. Nó nhiều lớp thấu kính để nó tạo ra một cái luồng sáng cũng như là cái điểm gom sáng tốt nhất. Cả đèn cốt và đèn pha. Đèn cốt và đèn pha sẽ nằm ở trong cái cụm thấu kính này. Còn đây sẽ là đèn sương mù, toàn bộ sử dụng công nghệ LED hết. Và khả năng chiếu sáng của chiếc xe này lên đến 217 m. Khi các bạn mở tất cả những cái đèn cốt, đèn pha thì lên đến 217 m. Ở trên này chúng ta sẽ được trang bị một cụm đèn đề mi ban ngày theo kiểu cái móc kéo và có 3 chấm ở đây, đại diện cho 3 trụ cột thương hiệu khi Ford người ta sản xuất chiếc xe này. Đề mi này sẽ kéo dài từ bên trái sang bên phải nhờ một cái thanh trang trí ở đây. Mặt ca lăng thì được mạ chrome cộng với lại những cái điểm màu nhựa màu đen ở đây. Và các bạn để ý giúp Cường là ở bên trong sau cái vô lăng này các bạn thấy một cái thanh dằn không? Đó, các bạn thấy một cái thanh dằn chéo không? Các bạn thấy những cái thanh dằn này thường chỉ xuất hiện trên những cái dòng xe như là BMW mới có. Các bạn thấy để ý đầu xe BMW ở bên trong mặt ca lăng nó có những cái thanh dằn chéo như này, thì trên Ford Territory cũng có luôn, để nó giúp cho cái đầu xe cứng cáp hơn, ổn định hơn và có cái khả năng chịu lực vặn xoắn khi chúng ta tải nặng hoặc là ôm cua tốc độ cao tốt hơn các bạn. Ở phía trước chúng ta sẽ được trang bị tổng cộng là 6 cảm biến,
hai cảm biến ở phía trước, một cảm biến ở bên hông, và tương tự như vậy cho phía bên kia. Và chúng ta sẽ được trang bị camera 360 độ. Đây là camera ở phía trước. Cản trước thì được sơn màu tương phản với lại thân xe. Và đây chúng ta sẽ có một cái radar nằm đảm nhiệm cái tính năng là Adaptive Cruise Control. Ở phần nắp capo các bạn sẽ có một cái nắp capo cường thấy là rất là phẳng các bạn. Các bạn sẽ thấy là nó tạo nên một cái sự mập mạp kiểu như là ú nụ trên chiếc xe này. Chứ nó không phải là quá gân guốc như những cái dòng bán tải hay là Ford Everest đặc trưng của nhà Ford. Tuy nhiên cái phần nắp capo này các bạn có nào, rất là dày các bạn. Tuy nó không có những cái đường gân dập nổ nhưng mà cái độ dày của phần nắp capo này rất dày nha. Các bạn gõ thử các bạn sẽ thấy được ngay cái điều này. Ở bên trên phần kính lái các bạn sẽ được trang bị một cái camera và có hệ thống radar ở trên cái phần kính lái này để đảm nhiệm cái tính năng là giữ làn đường và cảnh báo những cái phương tiện cắt ngang khi có chứng ngại vật trên chiếc xe Ford Territory này. Kính lái là loại kính cao cấp có khả năng chống những cái loại tia UV. Tuy nhiên ở thị trường Việt Nam rất nắng nóng, các bạn cũng phải nên dán thêm phim cách nhiệt, chứ kính nguyên bản cũng không thể nào đảm nhiệm được cái khả năng chống nóng, chống tia UV với cái thị trường khắc nghiệt như ở Việt Nam. Ở bên hông còn sẽ điểm nhanh cho các bạn những cái trang bị nổi bật trên chiếc xe này. Mâm lốp, size lốp là 235/55R18. Hình dạng mâm này các bạn có thể thấy đẹp xấu tùy ý các bạn. Còn lốp sử dụng lốp của GT Comfort thì cái lốp này thường nó sẽ thiên về cái độ êm ái nha các bạn. Cho nên là mình đi mình sẽ cảm nhận được là cái sự êm ái. Thì khi mà cái sự êm ái này thì nó sẽ giảm bớt đi cái cảm giác phản hồi từ mặt đường lên cái hệ thống lái. Thì cái này buộc chúng ta phải đánh đổi. Còn lốp cứng hơn, mỏng hơn thì chúng ta sẽ thiên về cái khả năng là phản hồi chân thực hơn. Còn trên Ford Territory với cái thành lốp khá là dày và thành lốp tương đối là mềm thì nó sẽ giúp cho chúng ta êm ái hơn trong quá trình vận hành. Tiếp theo là những cái chi tiết nhỏ nhỏ, ví dụ như là tay nắm cửa mạ chrome sang trọng, viền chrome chân kính ốp chọn cái phần thân kính xe. Thứ hai nữa là gương chiếu hậu đầy đủ những cái công nghệ như là gập gương tự động nè, điều chỉnh lòng gương nè, báo rẽ nè, camera 360 độ nè, đầy đủ không thiếu bất cứ một cái tính năng nào. Và ở bên trên phần thân xe, các bạn để ý một cái chi tiết giúp Cường khi các bạn mở cửa xe ra. Cái phần bậc bước này sẽ được ốp trọn bởi cái phần ốp Babuwe ở đây. Khi các bạn chạy mưa đi, trời mưa đi thì nó sẽ không bắn lên đây để các bạn bước lên bước xuống. Cái phần ống quần của chúng ta cạo vào cái này nó sẽ không bị dơ. Tuy nhiên nó có một cái điểm rất khác biệt đối với những cái dòng xe khác mà Cường để ý. Đối lại những cái dòng xe khác, nó chỉ là một cái miếng ốp như thế này thôi, chứ nó không có một cái phần gọi là răng cao su ở đây. Nếu không có cái phần răng cao su ở đây thì tất nhiên giữa cái phần thân này, cái phần miếng nhựa này và cái phần thân xe này vẫn có một cái độ hở thì nó vẫn bắn lên. Các bạn để ý những cái dòng xe giúp Cường đi, tuy có cái phần ốp chọn những cái phần thân này nhưng bùn trình nó vẫn bắn lên được. Còn đối với lại Ford Territory thì nhờ cái răng cao su này nó sẽ chặn toàn bộ ở đây và rất rất sạch nha các bạn. Thì đây là một cái sự gọi là cái sự tinh tế, cái sự tỉ mỉ, cái sự chỉnh chu của nhà sản xuất đối với khách hàng. Ở cái phần đuôi xe này, khi các bạn bắt gặp cái xe này ở ngoài đường á, các bạn sẽ thấy ồ sao nó rộng quá, nó bự quá, nó đồ sộ quá. Chính là do cái chiều rộng cơ sở của nó rất lớn các bạn. Và theo cái kiểu thiết kế mà nó dẹp dẹp mà nó vát qua hai bên này nè, nó lại càng làm chúng ta có một cái cảm giác trường về cái phần bề ngang hơn, cộng với lại kích thước của nó lớn nữa. Nên mình nhìn cái xe này nhiều người lầm tưởng nó là một chiếc xe 7 chỗ trong cái phân khúc cỡ D như là Ford Everest, Fortuner thì đều là có cơ sở các bạn. Nhưng không phải, tự nhiên người ta thấy một cái sự lầm tưởng mà nó mang cái tính chất là nhiều người như vậy. Thì đối với lại Ford Territory ở phần đằng sau á, các bạn sẽ được trang bị là 4 cảm biến lùi, camera lùi, đèn sương mù và toàn bộ đèn hậu là LED hết. Thì cái này đẹp hay xấu thì tùy các bạn ha. Thì Cường thấy cái chiếc xe này nó thiết kế theo kiểu là hiện đại, đồ sộ, to lớn, nhìn bệ vệ. Và có một cái chi tiết nhỏ nữa là cái đèn phanh trên cao này nè các bạn. Đó, đèn phanh trên cao này nó chìm vào bên trong, mình nhìn không để ý thì sẽ không thấy được đâu, nhưng mà lại gần thì sẽ thấy. Còn cốp ở phần đằng sau Cường mở ra cho các bạn luôn, cực kỳ rộng luôn các bạn. Nó rộng một cách cực đoan luôn á. Bởi vì kích thước lớn nè, chiều rộng cơ sở lớn nè, mà
chỉ có cấu hình 5 chỗ thôi, cho nên cái phần cốp nó phải sâu lên đến là gần 1 mét các bạn, chiều rộng thì lên đến gần 1m6, tha hồ cho các bạn. Để tôi nghĩ ở đây chắc phải chất được 4 cái vali full size, tha hồ cho các bạn là di chuyển thoải mái cho một gia đình 5 người với tất cả những cái hành lý. Các bạn có thể mang nguyên một cái tủ đồ của các bạn lên chiếc xe này luôn cũng được, bởi vì cái khoang hành lý rất rất rộng. Trên phiên bản titanium thì cốp chỉ là cốp cơ thôi nha, chứ không có là cốp điện. Tuy nhiên nó có hai cái ti trợ lực hai bên thì nó vẫn hỗ trợ cho mình rất là nhẹ nhàng trong quá trình là đóng lên và mở xuống. Khi giới thiệu cái không gian nội thất của Ford Territory cần phải ngồi ở cái vị trí hàng ghế thứ hai đầu tiên. Và đây là đặc trưng của dòng Territory các bạn. Hàng ghế thứ hai cực kỳ rộng các bạn. Nó rộng nhất trong các sản phẩm của phân khúc crossover của xe các bạn. Các bạn thấy nè. Chành nè. Độ ngả lưng ghế tốt nè. Chiều rộng rất là lớn. Các bạn có thể ngồi thậm chí là 4 người lớn ở cái hàng ghế phía sau này mà vẫn cảm thấy là bình thường, chứ không phải là quá chật chội gì. Còn ngồi 3 người thì phải nói rất rất là thoải mái các bạn. Và đặc biệt là cái thể tích khối khí của chiếc xe này nó rất là nhiều, cho nên mình có một cái cảm giác nó thoáng lắm. Ngồi bên trong xe cảm giác nó thoáng, mình hoàn mình lại thêm nhé, chứ không phải là có một cái cảm giác là ngồi trong một cái khối hộp trên một chiếc xe ô tô đâu. Do cái tiết diện của cái cửa kính lớn nè, thể tích khối khí lớn nè, không gian nội thất thoải mái nè, cộng với lại là cửa sổ trời toàn cảnh nè, cho nên chúng ta sẽ có một cái không gian nội thất phải nói là đặc biệt rộng cho cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe này. Chưa hết, các bạn hãy nhìn xuống phần sàn giúp Cường. Cái phần sàn này nó là cái cấu hình một cầu, chỉ là dẫn động cầu trước thôi, cho nên cái sàn ở đây là phẳng luôn, cực kỳ phẳng luôn các bạn. Cho nên lại tăng thêm cái sự thoải mái, thậm chí là người ngồi ở giữa cũng có một cái vị trí để chân vô cùng rộng. Cường thấy dở một, Cường thấy tội cho những người mà mua cái xe trong cái phân khúc này dẫn động một cầu, chỉ có cầu trước thôi mà lại bị ụ cái này lên. Thà mình đi hai cầu á, nó ụ lên thì không nói làm gì, đằng này đi một cầu mà vẫn bị ụ lên thì phải nói rất là tức các bạn. Nhìn nó khó chịu, bước qua bước lại nó vướng cái ụ này rất là khó chịu, và nó làm cho cái không gian không được rộng rãi và thoải mái. Còn về tiện ích thì cổng sạc nè, cửa gió điều hòa đầy đủ, không thiếu bất cứ một cái chi tiết nào các bạn. Bước lên hàng ghế thứ nhất, và cụ thể là vị trí người lái này, khi sờ vào cái phần vô lăng này, các bạn sẽ thấy được một cái sự thể thao của nó nha, chứ không phải là một cái gì đó nó giống như ngoại hình của nó đồ sộ bệ vệ đâu. Bởi vì cái phần vô lăng này nhìn nó hơi nhỏ các bạn, nhìn nó thể thao lắm, và nó đi khác ở dưới bên dưới, nó vát ở dưới bên dưới, và những cái đường này nó lại nhỏ, nó làm thanh mảnh, nó lại toát lên cái sự thể thao trong một cái không gian nội thất vô cùng rộng. Với một cái màn hình này, mở đèn lên, màn hình sau vô lăng, màn hình giải trí trung tâm đặt ngang kích thước 12 inch, hiển thị rất nhiều các thông tin ở đây, toàn bộ là full LCD hết. Cái kích thước màn hình này á, trên bản titanium này á, thì chỉ có là 7 inch thôi. Tuy nhiên nhà sản xuất người ta đã rất là hay khi làm cho những cái đường vòng cung ngoài báo cái nhiệt độ này, bên này thì báo xăng này, nó làm cho mình một cái cảm giác là nó rộng về cái phần màn hình. Tuy cái màn hình thực tế của nó là chỉ có như thế này thôi. Và đối với lại Ford Territory, nhờ cái ngôn ngữ thiết kế nó, những cái đường này nó kéo dài sang hai bên và nó đặt dẹp, cộng với lại cái chiều rộng lọt lòng của nó rất lớn, cho nên mình có một cái không gian này, 3000 có thể bơi trong chiếc xe này luôn cũng được các bạn. Rất là rộng. Da viết thử nè, ốp gỗ nè, chrome nè, da nè. Đó, phổ giữa ba cái chi tiết với nhau nhìn nó rất là xịn. Đây, cái cửa gió điều hòa đặt dẹp nè, nó cũng làm dẹp và nó kéo sang hai bên, nó làm cho mình có một cái cảm giác nó rộng trên chiếc xe Ford Territory này, cả về thị giác cho đến là cái không gian thực tế của chiếc xe. Ở phía bên trên, gương chiếu hậu, chống chói tự động, hệ thống điện để điều chỉnh cái cửa sổ trời toàn cảnh, và trần là màu gọi là màu xanh các bạn, chứ không phải là màu màu đen đâu nha, nó kiểu như là xám xanh đó. Đây cái màu này. Tiếp theo ở phần lưng ngựa là cái điều mà Cường cảm thấy rất là ấn tượng trên chiếc xe này. Lưng ngựa đặt cao lên, núm kiển số điện tử nha, chứ không phải là gạt da. Đây, người Việt Nam mình rất thích cái kiểu như thế này, nhìn nó sang trọng. Tuy nó là một cái phân khúc nằm trong cửa xe thôi, B, R, D, L thì mình phải nhấn ở giữa này. Phanh tay điện tử, tự động giữ phanh, tự động ngắt động cơ, cảm biến phía trước, hệ thống hỗ trợ đổ xe chủ động, điều chỉnh volume âm lượng nghe nhạc bài hát bằng cái núm ở đây, chứ mình không nhất thiết là phải bấm ở trên này, rất là thuận tiện trong quá trình là sử dụng.
Ở đây chúng ta sẽ có hai cái vị trí để đồ. Đó, để ly cũng được. Để ly thì mình gạt cái này ra. Đó, thì đây để ly, còn trong mình gạt xuống để mình để đồ. Rất là hay ha. Ở đây là sạc không dây và cái thể tích của nó rất là lớn. Và chúng ta có thể là để đồ hoặc là sạc không dây ở đây cũng được. Và cần để ý là tất cả những cái đáy này đều làm bằng những cái vật liệu là cao su, cho đến ở phần phía dưới này hay là cái phần lưng ngựa ở đây cũng được lót những cái miếng cao su ở đây, và phần phía dưới này cũng vậy các bạn, cho đến những cái chi tiết nhỏ nhỏ ở bên trên cái phần tắp bị cửa này nè cũng được có những cái miếng cao su này để lót luôn. Đây cũng sẽ móc cái miếng cao su đó lên cho các bạn xem. Cái này nó thể hiện cái sự gọi là tinh tế các bạn, cái sự trau chuốt của nhà sản xuất dành cho người tiêu dùng. Đây nó hơi khó móc lên các bạn, chứ móc lên được nha, móc lên để mình vệ sinh đó. Thì đối với lại những cái miếng này nó sẽ giúp cho các bạn khi các bạn để đồ á, nó không bị kêu lạch cạch khi các bạn chạy qua những cái ổ gà nó lạch cạch trong xe rất là khó chịu, mà làm cho mình một cái cảm giác là êm dịu. Này ví dụ này đó, khi mình va đập như thế này ví dụ như đồ đó thì nó sẽ êm dịu hơn và nó đỡ bị trượt, nó để bị trượt trong quá trình là chúng ta sử dụng. Đó là một cái sự mà cần đánh giá rất là cao của nhà sản xuất trau chuốt cho cái sản phẩm của họ. Phần bệ tủy tay ở đây rất lớn các bạn, to to đến mức là ngồi một người ở đây luôn cũng được nữa các bạn, rất là to ha. Tiếp theo phần ghế tài này sẽ là ghế chỉnh điện, còn ghế phụ sẽ là ghế chỉnh cơ nha. Và trên phiên bản Titanus cao cấp nhất á, thì có luôn cả hệ thống làm mát. Và Cường chia sẻ cho các bạn thêm một số thông tin mà các bạn sẽ không nhìn thấy được khi nhìn một chiếc xe Ford Territory này. Đó là bên trong không gian nội thất, hệ thống máy lạnh của Ford Territory có lọc bụi mịn 2.5 PM. Nó giúp cho cái phần không gian ở bên trong nội thất sạch sẽ hơn, mình ngồi bên trong xe hàng ngày di chuyển nó sẽ bảo vệ sức khỏe của chúng ta tốt hơn, đặc biệt là với cái sự ô nhiễm của không khí là những cái thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội như ở Việt Nam hiện nay. Thứ hai là tỷ lệ gia cường thép boron ở những cái vị trí chịu lực có cái tỷ lệ thép boron cao nhất trong cái giải sản phẩm của nhà Ford luôn các bạn. Nó cao hơn cả Ford Everest, Ranger cho đến là Ford Explorer, tỷ lệ thép boron của chiếc xe này lên đến 40%, trong khi những chiếc xe kia thì nó đâu đó khoảng tầm hơn 20% thôi các bạn. Tỷ lệ gia cường bằng thép boron của Ford Territory rất dày, cho nên các bạn thấy là cái khung gầm của chiếc xe Ford Territory rất là chắc chắn các bạn. Phần tôn vỏ bên ngoài làm cũng rất là dày. Đó, mình gõ nè, mình gõ nè. Đó, còn tôn mỏng là nghe nó con con. Phần thân vỏ Ford Territory rất là dày dặn các bạn. Và tiếp theo là hệ thống treo. Hệ thống treo của Ford Territory ở phía trước đó là sử dụng hệ thống treo kiểu MacPherson độc lập và có thanh cân bằng. Tương tự như vậy cho hệ thống treo ở phía sau có thanh cân bằng luôn, nhưng mà nó là độc lập kiểu đa liên kết chứ không phải là độc lập kiểu MacPherson. Thì đó là hệ thống treo của Ford Territory. Tiếp theo là về động cơ và hộp số. Khi mở nắp capo lên, các bạn nhìn cái phần động cơ của chiếc xe Ford Territory phải nói rất là ngăn nắp các bạn. Ụ nào ra ụ đấy. Động cơ nè, hộp đẩy gió nè, cầu chì nè, ECU nè, ắc quy nè, nhìn khúc nào ra khúc nãy. Và các bạn để ý những cái chi tiết này giúp Cường. Không biết nhà sản xuất họ đã cố ý để lộ ra như vậy hay không, nhưng mà khi lộ ra như vậy các bạn sẽ thấy được cái sự dày dặn và chắc chắn của hệ thống khung gầm nè. Rất là dày luôn các bạn, dày đặc thép ở trong này. Cái khả năng bảo vệ của cái phần Ford Territory này ở phần khung vỏ rất là tốt các bạn. Không biết nhà sản xuất họ có cố ý như vậy hay không. Rất là dày các bạn, các bạn nhìn thép này, chi chít ở bên trong này luôn. Cộng thêm những cái phần thăng dằn chéo như đầu video Cường chia sẻ cho các bạn. Về cấu hình thì động cơ của chiếc xe này là 1.5 công nghệ EcoBoost tăng áp của Ford, sản xuất 160 mã lực và 252 Nm mô men xoắn. Và các bạn lưu ý giúp Cường một thông số cực kỳ quan trọng, đó là 252 Nm mô men xoắn này đạt tại giải vòng tua chỉ 1.500 vòng một phút thôi. Tức là ngay khi các bạn mớm nghe nhẹ thôi là nó đã bung cho các bạn toàn bộ cái sức kéo, và toàn bộ cái sức kéo này sẽ truyền tới hộp số tự động 7 cấp sử dụng ly hợp kép. Khi nhắc đến ly hợp kép thì mình hơi sợ đúng không? Bởi vì sợ nó quá nhiệt, sợ nó gọi là không có phù hợp với lại thị trường Việt Nam đúng không? Không, ly hợp kép này là ly hợp kép dạng ướt. Toàn bộ ly hợp và hộp số bánh răng sẽ được ngâm trong dầu. Nó sẽ giúp cho chiếc xe luôn luôn đảm bảo là kín, không bị bụi bên ngoài vào, và luôn luôn giữ trong cái tình trạng ổn định và không bị quá nhiệt. Và với thực tế khi Cường trải nghiệm chiếc xe này, Cường thấy cái hộp số nó cực kỳ mượt nha.
gần như Cường sẽ không thể nào nhận biết được khi nào nó chuyển từ số 1, số 2, số 3. Không thể nhận biết được các bạn. Chỉ biết là đạp là nó lên, đạp là lên. Từ chuyển số về số rất rất mượt và nhẹ nhàng các bạn. Phải nói là cái ly hợp kép nó sang số cực kỳ nhanh. Cường rất là ấn tượng với lại cái trang bị động cơ. Có thể là sức mạnh thì cũng không phải là quá lớn, nhưng mà về cái việc tối ưu cái tỷ suất động cơ và cái hiệu năng của tổng thể của chiếc xe này, phải nói là vận hành rất là ổn định. Và chiếc xe này sử dụng hệ dẫn động là chỉ có cầu trước thôi nha các bạn, và không có hệ dẫn động là hai cầu. Đó là về động cơ của chiếc xe này. Tiếp theo là về công nghệ hỗ trợ an toàn và hỗ trợ người lái chủ động cho đến bị động. Thì các bạn có thể xem một loạt những cái trang bị hỗ trợ trên chiếc xe Ford Territory phiên bản Titanium này. Thì các bạn thấy sao? Thứ nhất là về mức giá, thứ hai là về trang bị ngoại thất, nội thất, động cơ, hộp số, hệ thống treo, mọi thứ trên chiếc xe này các bạn thấy sao? Và nếu các bạn đang có dự định trong người mua một chiếc xe crossover cỡ C phục vụ cho gia đình có từ 4 đến 5 người, thì đây rõ ràng là một món để cho các bạn cân đo đong đếm xem nó có phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của chúng ta hay không. Và Cường xin nhắc lại một lần nữa là mức giá của chiếc xe này niêm yết là 909 triệu đồng. Tuy nhiên giá lăn bánh thực tế thấp hơn giá niêm yết rất rất nhiều. Thì cụ thể như thế nào các bạn cần, các bạn cứ liên hệ với Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được cái mức giá chính xác ở cái khu vực mà các bạn lăn bánh. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ. Và nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi hệ Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.